Thưa quý vị và các bạn, hiện nay giá xăng dầu trong nước đã theo sát diễn biến của giá xăng dầu thế giới. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp vận tải vẫn than khó khi thực hiện điều chỉnh giá cước vận tải. Làm thế nào để thích ứng trước biến động của giá xăng dầu là vấn đề đặt ra với các doanh nghiệp. Doanh nghiệp vận tải này có hơn 40 đầu xe, chủ yếu chạy tuyến Hà Nội-Lào Cai. Hiện tại lượng hành khách đi xe chưa ổn định nên việc tăng hay giảm giá cước cũng phải tính toán kỹ lưỡng. Đương nhiên là nó sẽ liên quan rất nhiều đến cái vấn đề về chi phí của doanh nghiệp. Đấy, trong quá trình mà cái giá nhiên liệu nó tăng mà doanh nghiệp không điều chỉnh tăng được, nó ảnh hưởng rất lớn về mặt chi phí, nó chiếm cái tỷ lệ mà chiếm nhiên liệu xăng dầu nó rất lớn. Đấy, nó chiếm rất là cao nên là cái phần mà doanh nghiệp phải bù đắp ở chỗ đấy nó là doanh nghiệp phải tự bù đắp. Bên cạnh các yếu tố khách quan thì việc thay đổi giá cước cũng phải thực hiện theo đúng lộ trình, mất rất nhiều thời gian. Trung bình cần từ nửa tháng đến cả tháng mới có thể triển khai theo giá cước mới. Trong khi đó, theo quy định, cứ 10 ngày, giá xăng dầu lại có sự thay đổi. Điều đó đồng nghĩa khi doanh nghiệp vừa hình thành xong mức giá mới, giá xăng dầu đã kịp có sự biến động. Như hiện nay đang giảm thì cũng rất tốt cho doanh nghiệp. Nhưng ngược lại là nếu cứ thất thường trong vòng 10 ngày, thì doanh nghiệp cũng rất là vất vả. Khi mỗi lần mà doanh nghiệp có điều chỉnh lại giá thì sẽ vất vả. Thứ nhất là về đăng kiểm lại đồng hồ. Như doanh nghiệp của tôi bây giờ còn gần 100 cái đầu xe. Nếu mà để đi kiểm định lại đồng hồ thì phải mất khoảng 5 đến 6 ngày. Nghĩa là sẽ chia ra hai hình thức. Một là anh tự nguyện đăng ký cái giá mà chênh nhau khi giá lên và giá xuống, anh không có tăng giảm. Hai là nếu anh tăng ngay nhanh và giảm nhanh thì khi tăng anh cũng phải tăng mà khi giảm anh cũng phải giảm. Còn về cái cơ bản vì nhà nước là cho đơn vị tự xây dựng giá. Cơ quan quản lý cũng không ngăn cấm cái chuyện đó, nhưng mà nó phù hợp trên các cái thông số mà anh đầu tư, ví dụ khấu hao, lãi ngân hàng và tất cả mọi chi phí khác để cấu thành ra được một cái giá mà cơ quan quản lý người ta đã thẩm quyền đã được duyệt. Hiệp hội Vận tải ô tô Lào Cai cũng cho rằng các doanh nghiệp vận tải cần linh hoạt hơn nữa trong vận hành, điều chỉnh giá cước, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. Nhưng để làm được điều này, cùng với sự chủ động của các doanh nghiệp, nhà nước cũng cần phải có những quy định cởi mở hơn trong việc điều chỉnh giá cước, khuyến khích có cơ chế để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực này, từ đó giúp cho các doanh nghiệp thích ứng nhanh hơn với biến động của giá xăng dầu.